are you, Miss? Bé tài của Tê. Xin chào ông bà cô chú anh chị và khán giả. Thì hôm nay là sao ta? Hôm nay là mùng 1 tháng 1 năm 2023. Con chúc bà cô chú anh chị là hai năm mới dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc, thực sự bình an. Tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê. Thì mấy bữa nay là chú Mười có tạo cho con một cái kênh mang tên là Bé Tài Cô Te. Mong ông bà cô chú anh chị vô ủng hộ cho con. Thì con rất là cảm ơn. Con sắp đạt được 100 người đăng ký rồi, mong ông bà ủng hộ cho con. Con có một tiết mục là muốn biểu diễn cho ông bà và cô chú anh chị xem. Bây giờ thì bắt đầu từ đây ha. Trời ơi, nó nắng hớt vào mặt ghê luôn á. Từ từ để con nhõn chân lên đi, cao quá cho nó đẹp. Không, biểu hiện cái cục sức mặt nè. Thôi được rồi. Chúng mà kỳ quá à. Quay lại đi. Con lấy không khí cho nó. Đi cắt quá sao mà cười được, đi cắt quá cười không có hay. Chúng mày hiểu không? Miss hết chưa? Mà thì cũng hết tiết mục rồi. Thì con mong ông bà của chú anh chị là ủng hộ cho kênh Bé Tài Cô Te sớm đạt được 1000 đăng ký chứ. Mong bà của chú anh chị ủng hộ cho kênh của con. Giờ thì con bye bye ông bà của chú anh chị.